Làm thiện, làm phước cả đời, nhưng khi chết chỉ cần cận tử nghiệp có một chút ác nghiệp hoặc bất thiện nghiệp từ rất lâu rồi trỗi lên, cũng bị vào các cõi dữ thì như vậy có bất công quá không thưa sư? Nghiệp và quả của nghiệp vốn dĩ công bằng thưa quý vị. Không có bất công đâu. Nhưng mà nó như vậy nè. Trong Tăng Chi Bộ Kinh, cái phẩm hạt muối đó, Đức Phật nói là giống như một nắm muối mà bỏ vào một cái ly đó thì không uống được. Nhưng mà một nắm muối đó bỏ vào trong cái lu đó thì miễn cưỡng có thể uống được. Và một nắm muối đó mà bỏ vào cái dòng sông đó thì nó không ảnh hưởng gì hết. Cũng như vậy, đối với người đó, thân không tu tập, tâm không tu tập, lòng dạ hẹp hòi, sống không biết tạo các nghiệp thiện, thì khi họ làm các cái ác nghiệp đó, dù cho ác nghiệp đó chỉ là một ác nghiệp nhỏ thì cũng đủ để dẫn họ đi địa ngục. Như sư nói đó, một người sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, làm các nghiệp bất thiện, thì chỉ cần, sư nói chỉ cần họ làm bất kỳ một ác nghiệp nào dù nhỏ đến đâu đi chăng nữa, ví dụ như họ tiện tay, họ ngoáy mũi, họ búng cái sản phẩm của họ đó búng vào trên cái nền đất sạch, ví dụ như thì chỉ một cái chuyện nhỏ nho đó thôi cũng đủ dẫn họ đi địa ngục đấy. Thì nhưng mà đó, đối với cái người, và cái này trong kinh tạng Đức Phật nói, còn đối với người đó, thân có tu tập, tâm có tu tập, nỗ lực tinh tấn thực hành các thiện pháp, lòng dạ rộng lớn, thì cũng với cái ác nghiệp đó, cũng với cái ác nghiệp tương tự như vậy đó, người đó chỉ phải chịu lãnh các cái thọ khổ ngay trong kiếp hiện tại, và nó không hề di họa gì đến đời sau. Thành ra cái mấu chốt đó là, mặc dù đó cái cận tử nghiệp nó quan trọng, nhưng mà các cái nghiệp mà hàng ngày chúng ta làm đó, nó còn quan trọng hơn nữa, nó còn quan trọng hơn nữa. Như sư nói đó, cũng với một cái ác nghiệp đó, nhưng mà với một người có tu tập đó, thì nó trổ liền trong kiếp hiện tại và nó không có di họa gì cho đời sau đó. Thành ra mấu chốt là chúng ta vẫn phải thực hành các thiện pháp. Như trường hợp bà hoàng hậu Malika, bà coi như bà làm thiện cả một đời, hộ trì tăng đoàn, hộ trì tam bảo cả một đời, cái công hạnh của bà rất là lớn, nhưng mà do cái ác nghiệp cũ đó, do cái ác nghiệp cũ đó, và bà cứ ăn năn ra nước hoài đó, bà không có dám, do cái nghiệp của bà nó đặc thù quá, bà không có dám sám hối với đức vua, bà không có dám sám hối, thành ra bà cứ re nước trong bụng đó, rồi khi chết rồi đó, vì cái chuyện cái ác nghiệp cũ đó đó, cái ác nghiệp đó đó, nó dẫn bà đi địa ngục. Nhưng mà quý vị nên biết cái sự khác biệt, đối với bà hoàng hậu Malika đó, bà chỉ xuống địa ngục 7 ngày, 7 ngày tính ở cõi người nha, 7 ngày. Sau đó bà sanh thiên. Nhờ bà làm quá nhiều việc phước cho nên bà chỉ phải chịu ở dưới cảnh địa ngục 7 ngày thôi. Và cũng cái nghiệp tương tự như vậy, cái nghiệp tương tự như vậy. Một cái nhóm thanh niên phạm cái nghiệp tương tự như vậy mà đi xuống địa ngục Đồng Xôi. Là cái địa ngục á, mà chúng ta từ ở trên cái mặt đồng, cái chảo bằng đồng, cái chảo nấu cái nước đồng sôi đó, nó nóng chảy như vậy đó. Chúng sanh từ ở trên chìm xuống dưới đáy suốt mấy ngàn năm, và từ dưới đáy nó trồi lên trên suốt mấy ngàn năm, cứ như vậy đó. Mà cái nhóm thanh niên này chịu các cái ác nghiệp đó từ thời Đức Phật quá khứ cho tới bây giờ vẫn chưa lên, bây giờ vẫn còn đang ở dưới nè, vẫn còn đang ở dưới nè. Mà trong khi đó cũng với cái nghiệp như vậy, tương tự như vậy, mà bà Hoàng hậu Malika bà chỉ ở dưới đúng 7 ngày là xong. Thành ra đó,
nhân quả nó vốn công bằng. Cho dù là cái thời điểm cận tử mà quý vị vì một cái ác nghiệp nào đó quý vị đi xuống, nhưng mà nếu như chúng ta làm phước thiện nó quá nhiều đi thì cái việc chúng ta đi xuống dưới đó cũng không có lâu. Và ngược lại, nếu như một đời chúng ta sống ác á, mà cái thời điểm cận tử mình làm cái việc phước thiện nó bé tẹo nhưng mà nó trổ đúng vào cái thời điểm đó thì chúng ta cũng sanh thiên. Nhưng mà chúng ta có khi chúng ta sanh lên, vừa sanh lên hít thở hít hà là chúng ta rớt xuống lại và rớt xuống địa ngục đấy. Cho nên cận tử nghiệp là quan trọng, nhưng mà cái nghiệp mà chúng ta thường ngày đó, chúng ta tích lũy đó, rồi tích lũy nghiệp đó, thì nó còn quan trọng hơn.